Quý vị và các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, chào mừng anh em đang đến với kênh của Tiến Audio Hải Dương. Thưa quý vị và các anh em, trong buổi chiều ngày hôm nay, em nhận được rất nhiều tin nhắn cũng như nhận được rất nhiều các cuộc điện thoại gọi điện cho em, nói là yêu cầu em test cái đôi loa đang hiện diện trước mắt quý vị và các bác đây. Các bác nói là test cái nhạc bốc bốc một chút, vui nhộn một chút để xem đôi loa này đánh tiếng bass như thế nào. Thì trong video kênh của em thì em bán đôi loa đang hiện diện trước mắt quý vị và các bác đây rất nhiều chứ không phải là ít, và cũng đã test đa thể loại nhạc cho anh em nghe. Và dòng này thì nó chơi được đa thể loại nhạc và đồng thời chúng ta hát hò karaoke rất hay. Xin nhấn mạnh với anh em rằng chơi đa thể loại nhạc đáp ứng nhu cầu rất tốt. Đó là một đôi loa JBL LX1000 sản xuất tại Đan Mạch, có một lỗ thông hơi ở đằng sau rất to. Và xin thưa với anh em rằng các bác chờ đang gọi điện thì chờ em chút, em làm xong video sẽ gọi điện cho các bác luôn. Và đôi loa này thì không xa lạ gì đối với các bác vào kênh theo dõi kênh của video của em. Thì đôi loa này thì nó đẹp một cách là đẹp tuyệt kỹ rồi. Em đã nhấn mạnh trong video buổi trưa ngày hôm nay, nếu bác nào tìm được một điểm lỗi nhỏ nhất cho dù bằng cách tăm ở trên thân thể đôi loa này, em sẽ biếu không các bác đôi loa nhé. Thưa quý vị và các bác, nó đẹp quá quá là đẹp, thật sự mà nói đẹp thiếu cái hộp xốp mà thôi. Thưa quý vị và các bác, đó là một đôi loa JBL LX1000, giá của em này là 16 triệu 500 ngàn đồng. Một cái mức giá bao rẻ nhất cái đất nước Việt Nam này các bác nha. Với tình trạng đẹp không có cái chỗ để mà chê. Nếu tìm được điểm lỗi và điểm chê ở trên đôi loa này em biếu không. Xin nhấn mạnh và nhớ rõ vào nhà anh em nha. Và bây giờ thì xin mời anh em hãy cùng em đi vào thẩm âm. Em đang ghép đôi loa JBL LX1000 này với một chiếc âm ni Pure A616. Chiếc âm ni này là chiếc âm ni chạy 4 con sò than to, hai xanh, hai đen, và công suất của em này là 220W, đánh đôi loa JBL rất hay. Xin nhấn mạnh với anh em rằng rất hay. Bây giờ mời anh em cùng thẩm âm, nhạc bốc, hơi bốc bốc một chút.
cảm ơn quý vị và anh em rất nhiều đã quan tâm và theo dõi clip của em. Xin cảm ơn và chào tạm biệt anh em.